Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách export một chương trình Qt để nó có thể chạy độc lập trên Windows. Ở đây mình đang lấy ví dụ của chương trình Gallery có sẵn của Qt. Và bây giờ mình sẽ biên dịch cái chương trình này theo profile là release. Sau khi mà build xong, biên dịch xong á, thì ở cái folder build directory này nè, nó sẽ có cái file binary ở trong folder release, tại mình đang build theo profile release cái file XE này, gallery này. Vấn đề của cái file này á là nếu mà mình chạy nó không từ Qt Creator thì nó sẽ báo mấy cái lỗi liên quan đến tìm không được thư viện của Qt. Lý do là cái chương trình này nó đang được static link tới những cái library nó cần, thì cái thằng mà chạy cái file này á nó phải cung cấp những cái đường dẫn tới những cái thư viện liên quan. Hiện tại thì Qt Creator lúc mà bạn chạy trực tiếp cái chương trình này á, thì nó sẽ giúp bạn tìm những cái thư viện đó và điền cái đường dẫn của thư viện đó tới cái chương trình này để giúp chương trình này chạy được. Bây giờ thì để nó chạy độc lập mà không cần dùng Qt Creator thì mình phải tìm những cái thư viện liên quan đó và bỏ nó vô trong một folder. Xong sau đó thì mình chỉnh cái đường dẫn của thư viện á, cho chính xác tới để nói vô cái file này. Thì cũng khá là phức tạp, nhưng mà được cái là Qt đã làm ra một cái tool luôn là Windows Deployment Tool. Cái tool này sẽ giúp mình làm chuyện đó. Cái mình cần á là đường dẫn tới những cái file liên quan. Thì cú pháp ở đây là đường dẫn tới cái thư mục chứa source code QML của mình và đường dẫn tới cái file binary mà đã được biên dịch ra. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Cái win deploy Qt này khi bạn cài Qt Creator thì nó sẽ đi kèm. Nó sẽ nằm ở nó là một cái command line tool và nó được export sẵn vô trong cái command line tool đi đi kèm của Qt. Ở đây mình đang xài là mingdub nè. Bạn có thể kiểm tra win deploy Qt để coi là bạn có cái chương trình này chưa. Cái này là có rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ export ha. Win deploy Qt. Rồi bây giờ mình sẽ chọn là QML dir. Cái này là tới cái đường dẫn file QML của mình. Thì cái này là mình đang xài cái ví dụ gallery. Thì nó nằm đâu đó ở ở trong cái thư mục demo sample code của Qt nè, gallery. Thì mình sẽ chọn cái QML đi của mình tới đây. Rồi mình chuột phải là nó tự động nó vô ha. Rồi bây giờ mình cần chọn tới cái file executable, file binary á. Thì hồi nãy là mình build bằng cái gallery phiên bản release nè, profile release nè. Nó nằm ở release. Thì bây giờ mình sẽ chọn nó tới cái folder này. Hoặc là mình có thể copy cái file gallery này ra một cái folder khác nhìn cho nó gọn, tại những cái file kia không cần thiết. Ví dụ đây mình tạo cái folder mới là YouTube ha. Rồi mình để cái file gallery vô. Rồi bây giờ mình sẽ copy nguyên cái đường dẫn này khai báo vô đây, rồi mình enter thôi. Rồi bây giờ là chờ đợi cho chương trình win deploy Qt nó sẽ copy tất cả những cái thư viện, những file liên quan cần thiết để chạy được cái chương trình này. Đây là toàn bộ tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ thì mình thử lại nha, gallery này. Đó, thì mình đã chạy được cái chương trình gallery này độc lập hoàn toàn mà không cần dùng tới Qt Creator. Thì các bạn có thể cầm luôn nguyên cái folder này và đem nó đi bất cứ một cái máy Windows nào thì đều có thể chạy được cái chương trình của mình. Rồi, đến đây là hết. Cảm ơn các bạn.